Hello, xin chào cả nhà. Đây là quả mít nhá. Đây quả mít na. Mít na là nơi mình bổ quả mít na này. Quả mít này là vừa chín cây xong. Vừa chín cây ở Ba Vì. Mít này mít Ba Vì, mít na rất là ngon đây nhá. Mình xem này. Cuống mít này rụng này. Đấy nhá. Cuống mít rộng, đấy quả mít tròn, ngon không? Đấy. Này, vỗ mọi người nghe tiếng vỗ nhá. Đấy, thế là chín. Đấy. Wow, thơm lắm. Thơm tuyệt vời rồi. Rồi mình tiến hành bổ quả mít này. Nhưng mà để bây giờ để bổ quả mít này, khả năng là cái da này nó sẽ dính sơ. Mình sẽ bôi một ít dầu ăn vào đây. Tôi xin ít dầu ăn vào đây. Mình bôi ít dầu ăn vào đây để cho nó đỡ dính. Dính dao sang đây để rửa cho nó dễ. À, cho một giọt vào đây. Giọt thôi. À, thôi. Ừ, giọt. Ôi trời ơi, nhiều thế. Nhiều quá. Nhiều quá, quá nhiều luôn. Bôi lên con dao để cho nó chơi, là nó không dính nhựa, không dính nhựa vào da. Cái nhựa mít này mà dính vào dao là mệt hết, lò mãi chẳng sạch. Đưa bố bên giấy ăn lòng. Cho cái dầu ăn vào xong lau là nó lại khô mà. Nó lại khô dầu ăn mà vẫn trơn. Đấy, tiến hành bổ mít nhá. Khi ta bổ mít thì ta bổ dọc, nhưng bổ từ cuống đến đuôi nhá. Đấy, bổ dọc này. Chọn vị trí này. Đẹp quá. Mọi người chuẩn bị nhá. Thơm lắm. Wow, thơm chưa? Mùi ngon tuyệt vời nhá, tuyệt luôn. Chưa bao giờ có mít như này. Đấy, thấy không? Thơm không? Để vừa không ảnh lên xong chụp được đấy, có cái nút chụp ở trên. Này, nhìn này. Mọi người nhìn nhá. Này, cuống này. Chúm chín này, đấy giống mít na thì nó hay chúm chín này, cuống rất bé nhé. Cuống rất bé nó chúm chín này. Đấy, muối này. Thấy chưa? Ngon chưa? Đấy. Bây giờ tiến hành mình bổ tiếp. Đấy. Cho con máy ra đây đi. Con máy này quay vào đây được rồi. Đấy nha. Cứ bổ đồ như thế. Đấy. Đấy. Nó ngon quá này nhỉ. Ngon tuyệt vời luôn nhỉ. Đấy. Bây giờ chúng ta cắt bỏ cái cùi này nhá. Cắt bỏ cái cùi này, lóc muối ra này. Đấy, đây nhá. Đấy, sơ muối. Được. Ừ. Ui dồi. Ý. Này, ý. Nhựa ngon chưa? Để đây. Tiếp tục. Đừng sát nó có bóng tối đi, đừng này. Đây. Để to quá thì cũng khó. Ui hồi ngon quá. Thực sự rồi.
Quả mina, cây mina nhà mình lúc nào quả ngon. Thấy không? Ôi tuyệt vời luôn. Ôi dồi ôi, ngon quá. Này. Đấy. Cái hạt này là có thể đem vào luộc nhá. Hạt này luộc ngon, phơi khô luộc ngon. Để gọn cái này xong là ta sẽ... Ui, nó mình nhựa dính ra đây nó cũng mệt đấy. Xem la chút nữa, lau nhựa. Wow, ngon tuyệt vời nhá. Thấy chưa? Đấy. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không mặt rời. Đó. Này cho tôi tắt. Mình biết. Đấy. Tuyệt vời mặt rời nhá. Tình hình là bây giờ da nó rất là nhiều. Dính là nhựa, dính là này. Bụi dầu nó vẫn dính lắm các bạn. Bụi dầu nhựa nó rất là dính. Thường hay lấy cái lá mướp. Lá mướp nó có nhiều cái sơ sơ nên là nó bị dính được nhựa. Chứ mình đây chả có mà lấy cái lấy. Đấy, thế này là sạch để bóc ăn thôi. Nha. Mít này mùi đã là tình hình hiện tại lúc này là nó mùi sực hết cả nhà này. Giống mít na, mít na. Mít này nó chín này nhưng mà vẫn rất nhiều nhựa. Mít phải nhiều nhựa này, mít này là mít xịn nhá, cả nhà nhá, lưu ý đấy. Đấy, ngon chưa? Tuyệt vời đúng không? Ôi là ngon. Thấy chưa? Cái mít này bây giờ rất là ngon, mình tiến hành bóc. Bóc cho vào hộp để tủ lạnh ăn với phê nha. Bây giờ thử muối nha, thử xem muối nha. Ngọt tuyệt vời luôn này. Đây mùi mít này nha. Đấy, mùi mít vàng óng luôn, nó ráo ráo ảnh luôn. Ngon quá.
ngọt, ngọt thơm. Mít này ăn đúng hình nhất thật. Ăn mít luôn Giang ơi. Cái phần nhựa, phần nhựa mít này nó chủ yếu nó ra ở cái đầu sơ. Đấy. Lau hết rồi mà cái đầu sơ nó vẫn ra. Cực kỳ khờ. Ăn mít là phải có sơ. À có ăn mít là phải có nhựa. Mít mà không có nhựa thì là mít này không ngon. Giờ nhiều giống mít lai tạo thì đang trồng phải ép nọ kia các thứ. Ngày là mít này của mình là 100% mít sạch luôn. Ở vùng đồi đất hầu như là không có bón thuốc thang, tự nhiên cây kiểu một số quả. Rất là ngon. Mít này mà chợ mua thì không có đâu nha, nó nhanh cho nó mua. Mít ráo à, không có nước, giòn. Tên tách à? Thiên nhiên nó ban tặng cho cái giống mít nó có hai cái đặc điểm rất là rõ nét. Xong nhá, cái ấy sạch còn toàn sơ. Hai cái đặc điểm rõ nét nhất đó là mùi thơm. Mùi thơm là rất nhiều hãng nước hoa lớn bán rất là đắt tiền, nhưng để mà có được mùi thơm sâu và nặng như này hầu như không có khó. Thế nhưng mà mít nó lại cái thứ hai là cái nhựa chất dính là nhằn luôn. Mít này bây giờ cứ bóc, mình cứ bóc ra xong rồi để tủ lạnh thì nó mát ăn sướng. Ăn mít này thì mệt nhất là cái công bóc này. Nhà bà mình, mẹ mình mà bổ mít là mẹ mình cần bóc này ra xong mình bóc hết hạt, còn mỗi múi thôi. Để như thế là cho xong các con các để tủ lạnh, các con các cháu chỉ việc ăn sướng. Nhưng mình đây lười hơn tí, mình chỉ bóc thôi, còn hạt cứ để nguyên, xong ai ăn thì bóc, ai ăn thì bóc hạt, để có một tí gọi là làm việc.
Bây giờ bóc này là cái tay này nó cũng dần dính, kiểu gì cũng có một tí dính nhựa. Dính nhựa xong xong rồi ấy. Dính nhựa xong là phải rửa nước có gạo, phải rửa xong rồi xoa vào thùng gạo thì nó mới hết được dính. Ngay thời tiết này nó cũng hơi mát, thế nên là ấm mít được. Mít không sao cả. Rất là ngon luôn. Quá ngon luôn. Bọc hạt quả nhỉ, còn hai miếng này. Cái miếng này bọc mệt quá. Để một chút còn nhựa lại ra là Nga ơi, Nga ra ra bố mang miếng mít này sang cho nhà ông bà Thắng. Quay. Bà cháu vừa bổ. Bỏ mít nhà cháu, mít cháu vừa bổ. Bóc nốt. Không cho ai nữa nhỉ. Mình vừa mang một miếng này cho ông bà. Khó mới là nhiều nhưng mà thôi cho một nhà còn để mình ăn đã. Ông bà có nhà? Có. Ăn luôn cho ngon. Đấy. Mọi người cứ để ra đĩa quay ra đẹp cho mình để khổ. Không cả.
nhiều cái xương mít rất là to. Thơm nước rất cả mũi luôn cả nhà nhá. Hết mũi cuối cùng đó, người nhìn cái sơn nó dày bóng lộn đấy, căng luôn. Nó bổ xong rửa con này để cho mang đi cho. Nghe này, sao ra lấy bố cái túi này, cái này bố cho cái này vào. Rất là ngon nhá. Này, mọi người thấy chưa? Đấy, mít tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ đến tiết mục thưởng thức. Thấy chưa? Thấy ngon chưa? Đấy nhá này. Mít vàng ươm đỏ au. Thật sự là quá ngon luôn chứ không phải là ngon. Các bác thấy chưa? Đấy, ngon đó. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhá. Mọi người nhớ ấn like và share nhá. Nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhá. Mình sẽ có nhiều loại hoa quả ngon nữa. Xin cảm ơn mọi người đã xem video nhá.